Phụ lục 3 Trong quá trình dịch và biên tập cuốn sách này, chúng tôi cũng may mắn gặp được hai bài giảng về Pháp tu Phật A-di-đà của Đức Pháp Vương Changon Chesang Rinpoche. Người là một trong hai vị Pháp Vương đứng đầu dòng truyền thừa Tri Cung Kachu thuộc Phật giáo Tây Tạng. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ được đưa hai bài giảng chân quý của Đức Pháp Vương chia Sang Rinpoche vào cuốn sách này để giới thiệu cùng quý Phật tử hữu duyên nguyện mọi sự cát tường làm thế nào để có thể kết nối được với Đức Phật A Di Đà trong đời sống hàng ngày làm thế nào để có thể kết nối với Đức Phật A Di Đà nếu chúng ta có cảm nhận là chúng ta cần kết nối với phật a di đà hoặc phát nguyện kết nối với phật a di đà thì điều đó chưa đủ chúng ta phải làm sao để có thể thật sự kết nối với đức phật a di đà từ tâm tới tâm tâm đại từ đại bi của phật a di đà luôn ở đó giống như khi có một cái hoa tai và chúng ta hỏi làm thế nào để đeo hoa tai vào người chúng ta cần phải có một cái móc để có thể đeo hoa tai đó. Cái móc ở đây chính là lòng tín tâm, sự quy ngưỡng cần phát khởi tới Phật A Di Đà, tới tâm đại từ đại bi của ngài. Nói chung, có nhiều quải giới tịnh độ khác nhau. Chẳng hạn, quải tịnh độ hướng đông là quải tịnh độ của sự hỷ lạc chân chính. Quải tịnh độ hướng nam là quải tịnh độ của vị Phật Quang Minh. Quải tịnh độ hướng Tây là quải tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Quải tịnh độ hỷ lạc, quải tịnh độ hướng Bắc là quải tịnh độ của những công hạnh viên mãn. Tóm lại, quải tịnh độ Sukhavati, quải tịnh độ cực lạc, chính là quải tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta có pháp môn hành trì cầu vãng sanh về quải cực lạc của Đức Phật A-di-đà đây là pháp môn tối quan trọng của giáo lý Đại Thừa. Ví dụ ở truyền thống Phật giáo Trung Hoa có hai pháp tu chính yếu. Một là tu tập để giảng sanh về khỏi cực lạc của Phật A-di-đà. Hai là tu thiền để đạt được chánh định Samadhi. Cũng như thế, trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng có các pháp tu khác nhau. Trong đó, có truyền thống hành trì theo pháp môn của Phật A-di-đà. Vừa mới đây, có các bài khẩn nguyện hướng về Đức Phật A Di Đà cũng đã được thâu tóm và ấn tống trong hai bộ tư liệu và được sử dụng trong truyền thống Tây Tạng. Do đó, chúng ta cần hiểu Phật giáo Tây Tạng cũng có sự kết nối rất sâu sắc với Đức Phật A Di Đà và giáo lý của ngài. Vì vậy, đối với người Tây Tạng, việc hành trì cầu giảng sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà cũng rất quan trọng với các quải tịnh độ khác nhau như bốn quải tịnh độ đã được Pháp Vương chesang Rinpoche nhắc đến ở trên. Quải tịnh độ của Đức Phật A-di-đà là một quải tịnh độ vô cùng đặc biệt. Quải Sukhavati hay quải cực lạc được hóa hiện nương vào đại nguyện hạnh của Đức Phật A-di-đà. Trước khi thành tựu quả vị Phật, Đức Phật A-di-đà là một vị tỳ kheo có pháp danh là Pháp Tạng. Khi đó, Tỳ kheo Pháp Tạng đã phát nguyện rất rộng lớn, vĩ đại là ngài có thể kiến lập một cõi tịnh độ cực lạc, nơi mà những chúng sinh chưa hoàn toàn từ bỏ được hết chướng ngại tham ái, tâm niệm ô nhiễm vẫn có thể được vãng sanh vào đó. Và vì vậy, cõi tịnh độ cực lạc được kiến lập nương vào đại nguyện của ngài. Nói chung, người ta nói có tất cả 500 đại nguyện mà Đức Phật A-di-đà đã phát khi là tỳ kheo pháp tạng. Truyền thống Phật giáo Trung Hoa liệt kê 47 đại nguyện của Ngài. Và trong các truyền thống Phật giáo khác hoặc các kinh điển Phật giáo nói rằng Ngài đã phát hơn 40 đại nguyện. Nương vào các đại nguyện này của Ngài mà quải tịnh độ cực lạc được thiết lập. Quải tịnh độ này khác xa các quải tịnh độ khác bởi vì ở cõi cực lạc những chúng sinh tầm thường như chúng ta là những chúng sinh chưa thoát khỏi che chướng chưa từ bỏ hết tham sân si và các tâm niệm ô nhiễm vẫn có thể được tái sinh ở đó và khi đã tái sinh ở đó rồi chúng ta vẫn có thể đi được đến các cõi tịnh độ khác đây là một điều vô cùng đặc biệt và riêng có của cõi tịnh độ của đức phật a di đà cõi tịnh độ cực lạc của phật a di đà là cõi vô cùng đặc biệt vô cùng vi diệu và màu nhiệm các chúng sinh ở đó được sinh ra một cách vi diệu cõi cực lạc này có các bờ sông bờ hồ thuần khiết những con chim thanh tịnh đời sống ở đó rất thanh tịnh tất cả các âm thanh hình tướng ở cõi tịnh độ cực lạc đều chứa đựng pháp chúng sinh được sinh ra ở đây một cách vô cùng màu nhiệm Chúng sinh trong quái tịnh độ cực lạc có thể hóa hiện vô lượng vật phẩm cúng dường từ lòng bàn tay của họ. Các vật phẩm cúng dường này vô cùng thuần khiết, giống như được nhắc ở một câu chuyện trong kinh điển. Phổ Hiền Bồ Tát hóa hiện vô số vật phẩm cúng dường màu nhiệm từ lòng bàn tay của ngài. Chúng sinh ở quải này có thể đến được các Phật quốc hay các quải tịnh độ khác đây là các đặc điểm vô cùng vi diệu của cõi cực lạc này mà chúng ta có thể đã được biết đến chúng ta phát nguyện vãng sanh vào cõi tịnh độ này là để thành tựu những phẩm hạnh thâm diệu ở đó có ba cách hay ba phân loại để giúp chúng ta hiểu hơn về cõi tịnh độ của phật a di đà phân loại thứ nhất là những minh họa về cõi tịnh độ cực lạc chẳng hạn bức tranh phật treo ở sau lưng Đức Pháp Vương, đây là hình thức để giúp chúng ta hiểu được, nhìn thấy được về cõi tịnh độ và điều này được làm vì lợi ích của chúng sinh. Phương cách thứ nhì để hiểu về cõi tịnh độ là cõi tịnh độ được hóa hiện từ chính bản thân chúng ta, từ chính tri kiến thuần tịnh bên trong mỗi chúng ta. Phương cách thứ ba là làm sao đạt tới cảnh giới tối thượng viên mãn thật sự của quải tịnh độ. Và đây chính là quải tịnh độ tối thượng viên mãn. Tóm lại, có ba phân loại để hiểu về quải tịnh độ. Một, thông qua tranh minh họa quải tịnh độ. Hai, thông qua tri kiến thuần tịnh từ bản thân mỗi người. Ba, quải tịnh độ viên mãn làm thế nào để chúng ta có thể kết nối với Đức Phật A Di Đà trong đời sống hàng ngày? Thật ra có bốn điều kiện chúng ta cần phải có nếu muốn kết nối với Đức Phật A Di Đà trong đời sống hàng ngày. Thứ nhất là ruộng công đức, chính là nền tảng. Thứ hai là cái nhân. Ở đây muốn nói đến sự tích lũy công đức, trí tuệ và tịnh hóa nghiệp chướng, chướng ngại. Thứ ba là phát khởi bồ đề tâm, tâm nguyện giác ngộ vì lợi lạc chúng sinh. Thứ tư là hồi hướng và tiếp tục cầu nguyện. Đây là bốn điều kiện tối cần thiết mà chúng ta cần phải có để kết nối được với tâm thức của Đức Phật A-di-đà. Một, đầu tiên, khi nói đến nguyên nhân hay điều kiện thứ nhất để có thể tái sinh vào quải tịnh độ cực lạc, chúng ta nói đến ruộng công đức. Và vì vậy, có pháp môn quán tưởng ruộng công đức hay quán tưởng quải phật a di đà đây là pháp môn hành trì để hỗ trợ cho chúng ta và tạo nền tảng cho chúng ta tu tập muốn quán tưởng ruộng công đức hay quán tưởng quải phật a di đà thì gồm có hai phần phần thứ nhất là sử dụng những phương tiện để hỗ trợ như sử dụng thang ca bức tranh của quải tịnh độ thông qua việc nhìn ngắm bức tranh hay thang ca quải tịnh độ kỹ lưỡng sau đó cố gắng quán chiếu làm sao để hình ảnh quải cực lạc hóa hiện rõ nét trong tâm trí của chúng ta phần thứ hai là đọc tụng và trì tụng kinh a di đà thường xuyên để nhớ chi tiết về quải tịnh độ được minh họa như thế nào nếu tụng đọc kỹ lưỡng chúng ta sẽ quen thuộc với hình ảnh của quải tịnh độ và vì thế hình ảnh quải tịnh độ sẽ thấm nhuần vào tâm thức của chúng ta. Khi quải tịnh độ thấm nhuần vào tâm thức chúng ta và khi chúng ta có thói quen quán tưởng về quải tịnh độ thì vào thời điểm chúng ta ra đi hình ảnh của quải tịnh độ sẽ hóa hiện trong tâm chúng ta. 2. Nguyên nhân hay điều kiện thứ hai cần có trong đời sống hàng ngày là cần biết tích lũy công đức phước đức trí tuệ và kèm theo đó chúng ta còn cần tịnh hóa nghiệp chướng chướng ngại trên con đường tu tập làm thế nào để thực hiện được điều này sau khi quán tưởng ruộng công đức mô tả hình ảnh quải tịnh độ của phật a di đà một cách rõ ràng sau khi giữ để hình ảnh đó hiện lên rõ ràng trong tâm thức chúng ta thì đối trước những hình tượng đó, chúng ta cúng dường bảy nhánh. Bài nguyện cúng dường bảy nhánh chính là bảy phương pháp tu tập khác nhau, gồm có một Quy ngưỡng Đức Phật 2. Cúng dường lên Đức Phật 3. Sám hối tất cả các ác nghiệp đã tạo 4. Tùy hỷ với các thiện hạnh thiện nghiệp 5. Thỉnh cầu chư Phật chuyển Pháp 6 thỉnh cầu các ngài thường trụ tại thế. 7. Hồi hướng tất cả công đức cho chúng sinh. Đây là các phương pháp đặc biệt giúp chúng ta tịnh hóa nghiệp chướng và tích lũy công đức. Trong truyền thống Phật giáo Trung Quốc, người Trung Quốc trì tụng nhiều danh hiệu khác nhau của Phật A-di-đà. Đây là một cách để tích lũy công đức. Pháp vương Chê Sang Rinpoche nói rằng, Năm ngoái, năm 2009, khi ngài đến thăm Việt Nam, dân chúng Việt Nam cúng dường một số lượng hoa vô cùng nhiều lên chư Phật và ngài nói, đây cũng là một pháp tu vĩ đại, một phương cách rất tốt để cúng dường chư Phật và tích lũy công đức. Ở Tây Tạng, ngài nói, chúng tôi không có nhiều hoa cho lắm, nên cách chúng tôi tích lũy công đức là cúng dường những lời cầu nguyện lên chư Phật và phát khởi đại nguyện. Ngoài ra ở Tây Tạng, Phật tử còn cúng dường đèn, nến, hương đăng, vân vân. Đèn nến cúng dường ở Tây Tạng được làm bằng bơ của con trâu giác cái. Ba, điều kiện hay nguyên nhân thứ ba cần có để chúng ta có thể kết nối được với Đức Phật A Di Đà trong đời sống hàng ngày là chúng ta cần phát khởi Bồ đề tâm hay tâm thức giác ngộ vì lợi lạc chúng sinh nếu chúng ta chỉ quan tâm đến mình mà không quan tâm đến người khác thì với động lực như vậy chúng ta sẽ không thể được tái sinh vào cõi cực lạc của Phật A Di Đà điều đó sẽ không xảy ra vì vậy điều kiện thứ ba là chúng ta cần phải phát khởi bồ đề tâm có những giải thích khác nhau về bồ đề tâm nói chung bồ đề tâm được chia làm ba loại a à, thứ nhất là phát khởi tâm bồ đề như một vị vua một đấng quân vương vị vua trở thành người đứng đầu và trị vì một đất nước sau khi lên ngôi vua vị vua cố gắng mang lại lợi ích cho thần dân của ngài tương tự nếu một người phát nguyện muốn đạt được giác ngộ trước sau đó qua sự giác ngộ và giải thoát của mình người đó có thể giúp người khác thì đó là phát nguyện giống vị vua b thứ hai phát khởi tâm nguyện giống người thuyền trưởng người thuyền trưởng phát tâm nguyện bồ đề cùng hành khách của mình vượt qua sông cùng lúc đạt giác ngộ cùng lúc với hành khách của ông c thứ ba phát khởi tâm bồ đề giống như người chăn cừu một người chỉ có ước nguyện duy nhất muốn làm lợi lạc người khác mà không có một chút gì bám chấp về bản ngã của mình thì gọi là phát khởi bồ đề tâm giống như người chăn cừu điều mà người chăn cừu mong muốn là làm sao giúp ích được cho chúng sinh người chăn cừu bằng mọi hình thức bảo vệ các con thú của anh ta giúp chúng thoát khỏi mọi sợ hãi nguy hiểm mang chúng đến những nơi có đồng cỏ tốt cho chúng ăn nơi có nước ngon cho chúng uống với tâm nguyện như vậy người chăn cừu không có bất cứ một sự chấp ngã nào cả hạnh nguyện duy nhất của người chăn cừu là mang lại lợi lạc cho chúng sinh nếu chúng ta phát khởi tâm nguyện bồ đề như người chăn cừu thì đó là tâm bồ đề cao nhất tâm bồ đề tối thượng nếu không có bồ đề tâm nếu chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân và chỉ mong muốn chúng ta và những người thân yêu của chúng ta hạnh phúc và đạt đến được cảnh giới của phật a di đà thì đó là tâm nguyện vô cùng thiếu sót giới hạn đó không phải là nền tảng nguyên nhân tốt lành để tái sinh vào cõi cực lạc do đó cần hết sức cố gắng để có được động lực thiện lành đó là động lực mong muốn và giúp cho tất cả chúng sinh vô lượng vô biên như không gian có thể được giải thoát như chúng ta có rất nhiều kinh điển và giáo lý đã được thuyết giảng có dạy rằng nếu chúng ta chỉ nghĩ về bản thân và lợi ích cho mình mà không nghĩ về lợi ích của người khác thì chúng ta không thể thành tựu được ước nguyện của bản thân mình nhưng nếu chúng ta luôn nghĩ và mong muốn làm lợi lạc cho chúng sinh khác thì thông qua động lực đó chúng ta có thể thành tựu lợi ích của người khác và của chính mình tương tự như vậy khi chúng ta làm việc vì lợi ích của chúng sinh thì mục đích và lợi ích của chúng ta được thành tựu một cách tự nhiên. Và đó là thành tựu đạt được thông qua việc nghĩ đến lợi lạc của người khác trước khi nghĩ đến mình. 4. Nguyên nhân hay yếu tố thứ tư để giúp chúng ta kết nối được với Phật A Di Đà trong đời sống hàng ngày là những lời cầu nguyện hồi hướng hay hạnh hồi hướng của chúng ta chúng ta cần hồi hướng vì điều này rất quan trọng chúng ta nên hồi hướng tất cả các thiện hạnh ngay sau khi làm xong các thiện hạnh đó trước khi có các vọng niệm xảy ra hồi hướng là pháp tu để giúp gốc rễ của thiện hạnh được tiếp tục tăng trưởng mà không bao giờ vơi cạn nếu chúng ta biết hồi hướng công đức thì đó là nguồn gốc của thiện hạnh và nguồn gốc thiện hạnh sẽ luôn thường còn mà không bao giờ bị mất đi ví dụ khi chúng ta để một giọt nước trên một cái đĩa thì giọt nước có thể bị khô cạn rất nhanh nhưng nếu cùng một giọt nước mà chúng ta cho vào đại dương bao la thì giọt nước sẽ luôn mãi ở trong lòng đại dương cho dù đại dương có còn hiện hữu hay không cho dù đại dương có khô cạn thì giọt nước vẫn ở trong lòng đại dương tương tự như vậy nếu chúng ta cầu nguyện tái sinh lên quảy tịnh độ cực lạc của Phật A-di-đà, thì chúng ta cần phát nguyện cùng với tâm bồ đề. Và tâm bồ đề đó cần luôn tràn khắp, thấm nhuần với ước nguyện vãng sanh. Nếu có tâm bồ đề và biết cách hồi hướng, thì tâm bồ đề sẽ luôn thường còn. Tâm bồ đề và hồi hướng sẽ giúp cho nguồn gốc thiện hạnh luôn luôn trụ lại. Cho dù ta chết, hay bất tỉnh. Nguồn gốc thiện hạnh chúng ta đã hồi hướng không bao giờ chấm dứt. Vì vậy, nếu chúng ta hồi hướng thiện hạnh cùng với tâm Bồ đề thì sẽ làm cho thiện hạnh của chúng ta ngày càng tăng trưởng thêm. Tâm nguyện mong được giảng sanh ở quải tịnh độ của Phật A Di Đà là một điều kiện nhân tố vô cùng quan trọng. Có được sự phát tâm đó sẽ giúp chúng ta bước đi trên con đường tu tập là con đường dẫn chúng ta có thể đến được cảnh giới tịnh độ cực lạc chúng ta nghe nói tất cả các hiện tượng trong pháp giới đều được tạo ra do bởi nhân duyên và những nhân duyên này đến từ động cơ của chúng ta mọi hành động công việc công hạnh bất kỳ việc gì xảy ra tất cả đều đến từ động cơ thúc đẩy chúng ta làm việc đó vì vậy động lực là quan trọng nhất trong con đường tu tập. Thông qua năng lực của động cơ, của tâm, nương vào năng lực của thân khẩu ý, chúng ta dùng đó làm thước đo để biết có được vãng sanh hay không. Một lần nữa, chúng ta biết rằng, trước tiên phải phát khởi đại nguyện để được giảng sanh vào cõi cực lạc, và sau đó cần phải phát khởi bồ đề tâm. Và quan trọng hơn nữa, cần nhất tâm quán chiếu sâu sắc bồ đề tâm dùng bồ đề tâm là động cơ thúc đẩy tu tập và là phương tiện để tái sinh vào cõi cực lạc năng lực của tâm chúng ta rất to lớn vĩ đại không thể nghĩ bằng sự vận hành của tâm cũng như vậy vượt khỏi sự thấy biết của chúng ta và là không thể nghĩ bằng vì vậy, khi chúng ta phát tâm và cầu nguyện được giảng sanh ở quảy tịnh độ cực lạc, thì sự phát tâm này cũng mang một năng lực không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta đã phát khởi bồ đề tâm một cách chân chính, thì đó chắc chắn sẽ là một hạt giống đưa đến giác ngộ. Điều này là hoàn toàn chắc chắn. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta chưa thật sự phát khởi bồ đề tâm, khi chúng ta mới phát khởi bồ đề tâm hư dối thì đó vẫn là một nguyên nhân, một nhân duyên dẫn chúng ta cuối cùng đạt được giác ngộ. Trong một số kinh điển có kể câu chuyện về một ma vương. Ma vương đó chưa thành tựu được thiện hạnh, đã bị Đức Phật trói bằng dây thừng. Đức Phật dọa và bắt ma vương phải phát khởi bồ đề tâm thì mới được cởi trói ma vương vì muốn được cởi trói nên đã phát khởi tâm bồ đề ma vương phát khởi bồ đề tâm để được cởi trói chứ không phải chính từ đáy lòng đó không phải phát bồ đề tâm chân chính tuy vậy ngay khi ma vương phát khởi bồ đề tâm đức phật thọ ký vào một thời trong tương lai ma vương sẽ thành phật sẽ đạt được giác ngộ câu chuyện này nói rằng ngay cả khi chúng ta phát khởi Bồ đề tâm hư dối, không chân chính, thì chính sự phát khởi Bồ đề tâm đó và chính tâm Bồ đề đó vẫn mang lại lợi lạc và kết quả vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải gieo hạt giống Bồ đề tâm để đạt được tái sanh vào quải tịnh độ của Phật A Di Đà. Một khi đã gieo hạt giống thì chắc chắn sẽ có hoa trái, giống như khi chúng ta gieo hạt xuống một cánh đồng thì dù muốn hay không muốn, hạt giống sẽ nảy mầm. Đó là khi được tái sanh vào cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà. Vì vậy, trước khi chúng ta chết, chúng ta phải phát đại nguyện và khẩn nguyện một cách rất chân thành là muốn được tái sinh vào cõi Tịnh độ cực lạc với một tâm thức tự do, thoát khỏi mọi nghi ngờ thì điều này sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều. Vừa qua ngài đã giảng dạy cho chúng ta làm thế nào kết nối với Phật A Di Đà trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đã học về các phương thức khác nhau theo những gì Đức A Di Đà đã chỉ dạy. Tiếp theo Đức Pháp Vương Chishang Rimboche sẽ chỉ dạy cho chúng ta biết làm sao để tự bản thân mỗi người quán chiếu về Đức Phật A Di Đà và quẩy tịnh độ của đức phật a di đà làm thế nào có thể quán tưởng được quẩy tây phương cực lạc từ chính bản thân mỗi người và làm thế nào để hành trì được pháp môn của đức phật a di đà bằng một tri kiến hoàn toàn thuần tịnh từ bản thân mỗi người tri kiến thuần tịnh là tinh túy của kim cang thừa để tu tập theo pháp môn của đức phật a di đà nếu muốn phát khởi một tri kiến thuần tịnh về quải tịnh độ cực lạc, thì chúng ta có thể hành trì theo pháp môn đã được giảng dạy trong Kim Cang Thừa. Kim Cang Thừa là con đường tu tập còn được gọi là Quả Thừa. Sở dĩ Kim Cang Thừa được gọi là Quả Thừa vì người hành giả sử dụng phương pháp nương vào kết quả để hành trì trên con đường tu tập. Đầu tiên, chúng ta thọ nhận gia lực hay quán đảnh từ đức phật a di đà sau đó đón nhận giáo lý chỉ dẫn và tu tập theo hai giai đoạn khác nhau giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sinh khởi hay tu tập theo các vị hộ phật giai đoạn thứ hai là giai đoạn thành tựu vị hộ phật khi bắt đầu thực hành giai đoạn sinh khởi hay quán tưởng vị hộ phật chúng ta trì tụng câu minh chú bằng tiếng phạn Om Swapapa Sutta Shrawa Dhamma Papa Ham Câu minh chú này có nghĩa rằng tất cả mọi hiện tượng trong Pháp giới đều thuần khiết từ bản tánh. Bản tánh của tất cả các hiện tượng là thanh tịnh, đó là phương cách để chuyển hóa tri kiến bất tịnh trở thành tri kiến thuần khiết. Ví dụ, như khi ở đây chúng ta coi chỗ này là nơi không thanh tịnh không linh thiêng chúng ta coi chỗ này là nơi bình thường thế tục và từ đó chúng ta có sự bám chấp cho rằng nơi này không phải là nơi thanh tịnh nơi này chỉ là nơi bình thường thế tục nếu chúng ta trì tụng câu minh chú đó sẽ giúp ta quán chiếu về nơi chốn này như một pháp giới thuần tịnh và chúng ta có thể chuyển hóa tri kiến bất tịnh thành tri kiến thanh tịnh chính bằng phương cách đó chúng ta có thể chuyển hóa nơi chốn này bình chứa này thành một quả phật một quả tịnh độ bình chứa nói ở đây chính là quả giới mà chúng sinh đang sống ở trong đó qua phương pháp đó chúng ta có thể trực chứng ra được tinh túy của chính sự tỉnh giác của chúng ta và sự tỉnh giác này chính là đức phật a di đà là tinh túy của tâm thức của chúng ta Ví dụ, qua pháp môn tu tập của giai đoạn sinh khởi, chúng ta quán tưởng chủng tự của Đức Phật A-di-đà. Quán tưởng pháp tòa của Ngài gồm mặt trăng, mặt trời và quán tưởng lượng ánh sáng phóng tỏa ra từ hình tướng đó và dân cúng đến chư Phật và chư Bồ Tát ở cõi cao hơn. Và sau đó, quay trở lại hòa tan vào người hành giả. Khi có thể quán tưởng như vậy, chúng ta dần dần hóa hiện chính bản thân mình thành thân tướng của Phật A-di-đà. Dần dần chúng ta thấy chính bản thân mình là Phật A-di-đà. Chính qua pháp môn tu tập để phát khởi tri kiến thuần tịnh này, chúng ta sẽ dần dần thấy quả giới này là quả Phật và chúng ta, các hành giả, chính là Đức Phật A-di-đà. Đó chính gọi là Samaya Sattva, hay các vị tác đỏa mật nguyện sau khi quán tưởng mình trong thân tướng của phật a di đà và trở thành một vị tác đỏa mật nguyện thì chúng ta cần hiểu dù quán tưởng thân mình như thế nào nhưng sâu trong dòng tâm thức của mình chúng ta chưa hoàn toàn dứt bỏ tri kiến tầm thường thế tục chúng ta vẫn quan niệm mình là người bình thường và thân khẩu ý là thân khẩu ý thế tục để xua tan tri kiến này. Sau khi quán tưởng chính bản thân mình trong hình tướng Phật A Di Đà, chúng ta cần quán tưởng chủng tự Hắc Ri trong luân xa tim của mình. Từ chủng tự Hắc Ri vô số hào quang phóng tỏa thỉnh nguyện chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát ở mười phương trên không gian hóa hiện trong hình tướng của Phật A Di Đà nhiều vô lượng vô biên giống như muôn vàng giọt mưa từ khắp mười phương phóng tỏa các luồng ánh sáng xuống và rơi vào người hành giả. Khi đó chúng ta cần phải hiểu rằng, chư Phật Bồ Tát trong hình tướng của Phật A Di Đà gọi là các vị trí tuệ tôn. Các vị trí tuệ tôn từ trên rơi xuống và tan hòa vào trong chúng ta, được gọi là các hành giả mật nguyện. Sau đó chúng ta trì tụng câu Minh chú để giúp tâm an định khi đó chúng ta cần hiểu tâm của chúng ta gọi là các vị tác đỏa mật nguyện và tâm của các vị hộ phật trí tuệ tan hòa vào nhau như nước hòa với sữa đó là các bước tuần tự trong giai đoạn sinh khởi các vị hộ phật hành trì quán tưởng vị hộ phật cũng là phương pháp thuần nhất rất phổ cập trong giai đoạn sinh khởi đối với các pháp tu khác nhau. Khi quán tưởng chư vị trí tuệ tung và hành giả mật nguyện hòa tan vào với nhau, thì trên thực tế chúng ta có thể có sự nghi hoặc. Sở dĩ có sự nghi hoặc là do chúng ta đã tạo các tập khí sâu dày từ nhiều tiền kiếp. Làm sao để có thể chặt đứt được sự nghi hoặc và các tập khí này? Chúng ta có thể thực hiện điều đó Thông qua việc đón nhận quán đảnh hay gia lực, có nhiều lễ quán đảnh hay gia lực khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể nhận lễ gia lực tịnh bình. Chúng ta thỉnh mời chư vị hộ Phật đến từ ngũ bộ Phật các vị tới để ban năng lực gia trì cho chúng ta. Thông qua các giai đoạn của phương pháp gia lực, chúng ta có thể từ từ cởi bỏ tri kiến tâm thường thế tục và thay thế bằng tri kiến thuần tịnh chúng ta đã nói về cách thực hành tri kiến thuận tịnh từ bản thân mỗi người để được tái sinh vào cõi tịnh độ cực lạc làm như thế nào để thực hiện được điều đó đúng nhất đó là khi chúng ta quán chiếu và nhìn thấy được rằng toàn bộ vũ trụ toàn thể cõi giới này là cõi tịnh độ cực lạc tất cả các chúng sinh sống trong đó là các đức phật a di đà chúng ta cần nhận ra rằng Bất cứ hình tướng nào chúng ta nhìn thấy cũng đều đến từ Phật A Di Đà. Bất cứ một âm thanh nào chúng ta nghe thấy cũng chính là âm thanh của Phật A Di Đà. Bất cứ tư tưởng nào hiện lên cũng là sự kết hợp giữa tánh sáng và tánh không, và đó chính là tư tưởng của Phật A Di Đà. Đây là phương cách để giúp hành giả tu tập để có thể hiểu được như thế nào là Đức Phật, nhất là hiểu được như thế nào là đức phật a di đà từ tri kiến thuần tịnh của bản thân mỗi người sau đây ngài giảng về cõi phật viên mãn cõi phật tối thượng đó là cõi phật thật sự khi chúng ta thành tựu được trí tuệ ba la mật thường thường trong truyền thống phật giáo tây tạng khi thành tựu trí tuệ ba la mật người ta gọi là mahamutra hay mahasiti hay chen Và đó chính là đại thủ ấn, là đại viên mãn, là trí tuệ một vị Phật. Đức Long Thọ có nói, ta bà và Niết Bàn không phải là hai thứ khác nhau. Ta bà và Niết Bàn chính là một. Làm sao để có thể hiểu được điều này? Chúng ta chỉ có thể hiểu được khi trực chứng được thực tướng của cõi luân hồi. Khi trực chứng được thực tướng của luân hồi, thì đó chính là Niết Bàn sự trực chứng được thực tướng của cõi luân hồi là điều chúng ta cần đạt tới khi hiểu được điều đó chúng ta hiểu được tất cả các chúng sinh đều có phật tánh có một vị như lai bên trong kinh bạch hoa sen nói rằng cần quán chiếu sâu sắc để hiểu được điều đó sau đó trì tụng minh chú để có sự sáng suốt giúp tiếp tục quán chiếu hình thức tu tập này chính là nguyên nhân để giúp chúng ta đạt được giác ngộ. Đây là quải Phật viên mãn, quải Phật tối thượng. Đó chính là bản tâm của chúng ta. Nếu chúng ta trực chứng được bản tâm, trực chứng được thật tướng của vạn Pháp, thì đó chính là Niết Bàn. Nếu không trực chứng được bản tâm, không nhận diện được thật tướng của vạn Pháp, thì đó gọi là trạng thái luân hồi. Quải Phật viên mãn đó chính là trạng thái tâm tịnh giá của chúng ta. Đó chính là Phật tánh của chúng ta. Đó chính là cái gọi là ripa. Vậy, Đức Pháp Vương Chesang Rinpoche đã dạy cho chúng ta ba phương cách khác nhau để hiểu về Quải Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thứ nhất là hiểu về Quải Tịnh độ như được giới thiệu, mô tả qua các hình thức minh họa khác nhau. Thứ hai là hiểu về quải tịnh độ thông qua tri kiến thuần tịnh từ bản thân mỗi hành giả. Thứ ba là hiểu về quải tịnh độ viên mãn tối hậu. Chúng ta cần hiểu quải tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thông qua ba lăng kính khác nhau như vậy. Và chúng ta cần kết hợp ba lăng kính khác nhau này về quải tịnh độ trong đời sống hàng ngày để kết nối với Đức Phật A Di Đà chúng ta cần thực hành dần dần từng bước như các bước khác nhau của bậc thang cần đi từng bước để đạt đến cái gọi là viên mãn hô kim can mật điển nói rằng nếu mang giáo lý của người thượng căn giảng dạy cho người hạ căn thì giáo lý đó trở thành thuốc độc ngược lại nếu mang giáo lý của người hạ căn giảng dạy cho người thượng căn thì giáo lý đó cũng trở thành thuốc độc vì không phù hợp căn cơ chúng ta cần hiểu rằng đức phật chính là y vương pháp chính là thuốc và chúng sinh là bệnh nhân đức phật trong cương vị y vương quan sát bệnh của chúng sinh và cho thuốc phù hợp với căn cơ của người đó vì vậy có các giáo lý khác nhau dành cho các chúng sinh với căn cơ khác nhau hiểu được căn cơ của chúng ta tu tập giáo lý đã được chỉ dạy một cách thuần tịnh, tinh tiến. Qua đó, chúng ta có thể kết nối với Đức Phật A-di-đà trong đời sống hàng ngày. Tâm Bảo Đàn, Su Su Lưu, Việt Dịch, tháng 10 năm 2009 Trần Lan Anh ghi chép năm 2013